Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Hương Liên. Chị Hương ơi, trong ngày cuối cùng của năm 2022, không biết là thời tiết ở tại miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội thì có ấm lên chút nào hay không ạ? Vâng, Thụy Vân và thưa quý vị khán giả, sau 2 ngày rét đậm rét hại thì sang hôm nay, dự báo thời tiết ở miền Bắc sẽ ấm lên rõ rệt. Dự báo trưa chiều nay trời sẽ có nắng, giúp nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội tăng nhanh lên mức 19 độ, tức là cao hơn khoảng 4 độ so với hôm qua. Ngày ấm nhưng quý vị lưu ý là buổi tối và đêm trời vẫn rất rét. Ngay từ 19 giờ tối nay, nhiệt độ dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn 17 độ và cứ sau mỗi một tiếng thì trời lại rét hơn. Đến khoảng 0 giờ, dự báo nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 15 độ. Những quý vị nào có dự định tham gia vào các chương trình đếm ngược thì nhớ mặc ấm. Các yếu tố thời tiết khác như là gió, độ ẩm đều rất thuận lợi. Để chào đón năm mới 2023, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình đếm ngược, biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa. Rất nhiều hoạt động thú vị trong tối và đêm nay. Thời tiết sẽ ủng hộ cho mọi hoạt động. Dự báo là trời không mưa, buổi tối mát mẻ, sau đó sẽ chuyển dần sang se lạnh vào thời điểm đếm ngược và bắn pháo hoa. Quý vị nhớ mang thêm áo để giữ ấm. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.